Trước khi chia tay cùng với quý khán giả, chúng tôi có một cáo phó từ hội bạn người cùi cho biết một tin buồn. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình của chúng tôi xin kính báo Đến quý cha, quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, xa gần là chồng cha và ông rất thương yêu của chúng tôi là ông Ferro Nguyễn Văn Công, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1940 ở Ninh Bình đã được Chúa gọi về vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 hưởng thọ 83 tuổi. Chương trình tang lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ San Cecilia Catholic Church tại địa chỉ 1301 đường Sycamore ở thành phố Tustin vào ngày thứ tư 27 tháng 12 và thứ năm 28 tháng 12 và sau đó là thánh lễ an táng linh cửu sẽ được hỏa táng tại Maseras Cremation Theory ở Santana, ra đồng kính báo.